mình sẽ thường xuyên ra các video nhiều hơn nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về món cá hấp siêu to khổng lồ. Và trên đây là những nguyên liệu của mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hấp nha. Trước tiên thì mình đã làm sạch con cá rồi nha. Trước tiên thì mình đã làm sạch cá này và đã khứa các khứa ở trên thân của cá rồi. Bây giờ thì mình sẽ đeo bao tay vào. Đây là con cá siêu to của mình nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ướp các gia vị vào nha. Đây là sả và ớt khô mình đã băm sẵn. Bây giờ mình sẽ cho nó vào này. Đổ nó vào. Xong tiếp tục đến tiêu. Tiêu xay nha các bạn. Khoảng một muỗng tiêu xay này. Một muỗng mì chính này. Đây là cách ướp cá theo công thức của mình nha. Bạn nào có công thức ngon hơn thì comment ở bên dưới để cho mọi người cùng tham khảo nha. Hai muỗng đường nha mọi người. Và một ít muối cháo. Với một xíu nước mắm nha các bạn. Lúc này nước mắm thì mình đã bỏ vào sẵn rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ góp đều con cá này. Góp đều gia vị nha các bạn. Sau đó mình sẽ nhét sả lật lại hai bên này. Bây giờ thì mình đã ướp xong con cá rồi nha mọi người. Để cho con cá ngấm gia vị này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi lấy nồi để bỏ cá vào hấp lên nhé. Trước khi hấp thì mình sẽ rải lên một ít thì là nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hấp cá luôn vô cái chảo này nha mọi người. Mình sẽ nhấc con cá lên. Sẽ bỏ cái này vào. Xong đó mình sẽ bỏ con cá vào luôn nha. Đây. Xong rồi bây giờ mình sẽ rải lá thì là mình đã chuẩn bị sẵn ở trên lên con cá. Để cho thơm và ngon nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nước nóng vào để hấp cá nha các bạn. Mình sẽ hấp cá
trong vòng 45 phút. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên này. Mình sẽ dùng cái mâm này để làm nắp nha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đón cá chín và bắt đầu gấp ra đĩa để thưởng thức nó nha các bạn. Bye bye. Sau một tiếng hấp cá thì bây giờ cá của mình đã được hấp chín nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gõ cái mâm nó ra này. Đây là cá của mình sau khi hấp xong nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy giấy. Cầm của cái thanh này nha các bạn. Rất là nóng nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ để cho bà. Đây là một đĩa cá của mình sau khi đã chín. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bày nồi lên và bắt đầu thưởng thức nó thôi nhá. Và trên đây là tất cả những nguyên liệu của mình, giống như là món cá mình vừa hấp xong nha mọi người. Và để ăn kèm với nó thì mình đã có rau sống, bún và nước mắm chấm. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gói nha. Trước tiên chúng ta sẽ cho rau vào. Sau đó đến lượt bún nha mọi người. Bún này hơi to. Sau đó bây giờ mình sẽ rẽ cái thì là này ra. Không có vị tanh nha mọi người. Bye bye.